lâu lắm rồi Ngọc Hân mới có thời gian để ngắm nhìn Hồ Tây. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân cũng có hẹn với một người kiến trúc sư có một ngôi nhà ở quận Tây Hồ và sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn nhiều điều thú vị về căn nhà ở tại đây. Chào Ngọc Hân. Dạ, ôi nhà đẹp quá. Chào em, mời em vào trong nhà chơi. Ngay từ lúc đầu khi mà anh gửi cho em về những hình ảnh của ngôi nhà trước cũng như là sau thì em đã thấy có cái sự khác biệt rất là nhiều. Thế nhưng mà khi được đến tận mắt chứng kiến thì mới thấy là trầm trồ trước cái sự thay đổi và cái vẻ hiện đại của ngôi nhà này. Thực ra thì cũng muốn chia sẻ với Hân là cái gốc hiện trạng của ngôi nhà chính là một ngôi nhà phố 4 tầng cũng được xây dựng cách đây khoảng hơn 20 năm rồi. Sau khi là chúng tôi có nghiên cứu về các cái giải pháp thiết kế mới ghép nối với các cái kết cấu cũ ấy, thì là cũng tìm ra được cái phương án. Thì sau đó thì là trong cái quá trình nghiên cứu thì cũng rất may là ghép nối được thành công và nó cũng thành một cái không gian cũng khá là hiệu quả cho cái cách sử dụng. Một cái yêu cầu mới của chủ nhà cũng như kiến trúc sư khi mà đến khảo sát hiện trạng thì cũng đặt ra là làm sao mà xây dựng một ngôi nhà nó vẫn phải tôn trọng cảnh quan, tôn trọng cái sự ứng xử với cả Hồ Tây, với cả đường xung quanh hoặc cả hàng xóm xung quanh. Thì chúng tôi cũng đưa giải pháp thiết kế mặt đứng làm sao là mở ra những cái góc cần thiết để lấy sáng, để lấy view, để thông gió, nhưng có những cái góc chúng ta phải đóng lại để nó phù hợp với cả cái tiện ích sử dụng trong các cái từng phòng. Thứ hai là cũng là tạo ra một cái khoảng đóng mở về tỷ lệ kiến trúc làm sao để cho nó khi mà chúng đứng ở dưới nhìn lên thì nó có độ ấn tượng. Đúng là nhìn tổng thể khi mà đứng ở ngoài ngôi nhà thì chúng ta nhận thấy một cái ngôi nhà với cái kiến trúc rất là hiện đại, với những cái mảng khối rõ ràng và trông nó rất là mạnh mẽ, và có thể nói là nó khác hẳn cái ngôi nhà cũ, nhìn vào là biết ngay có bàn tay của kiến trúc sư. Một cái điểm nữa là mình muốn chia sẻ, tức là ngoài hình khối kiến trúc thì là cây xanh rất quan trọng, nên là chủ nhà và kiến trúc sư cũng đã tìm ra được một cái hướng rất là hay, tức là trồng cây hoa giấy. Khi mà nó lớn lên, nó mọc leo theo mặt tiền nhà thì các từng phòng đều được tận hưởng cây xanh, tận hưởng được cây bóng mát cây hoa giấy cũng như là hoa, rất là dễ chịu. Nó cũng như là một cái điểm nhấn, một cái sự thân thiện với môi trường, thân thiện với cả con người. Giới thiệu em, đây là một cái phòng thú vị, ấn tượng của ngôi nhà. Đúng là em đã nhìn thấy cái tầng này từ ở dưới rồi, từ tầng 4, tầng 5 đúng không ạ? Khi mà nhìn thấy cả căn nhà này, thấy hai cái tầng mà nó có phần kính lồi ra thì em đã đoán chắc là đây sẽ là một không gian rất thú vị. Chính xác, đây là một căn phòng có cái điểm nhấn về không gian cũng như là cái thị giác. Với căn phòng này thì là đây là hướng Đông Nam, nên là kiến trúc sư thì cũng muốn là làm sao mà tận dụng được hiệu quả cái tầm nhìn gió Đông Nam khi thổi vào. Một cái hướng rất là thuận lợi để cho cái hút gió đúng không ạ? Khi mà mở cửa sổ lấy gió ra thì là có một cái giải pháp kiến trúc sư chúng tôi đưa vào là thông gió liên tục trong ngôi nhà. Khi mà gió vào trong nhà thì mở cửa ra thì là chỗ tung cầu thang có một cái cửa hút gió, tức là tạo áp suất âm, tức là gió luôn luôn gió tươi vào trong nhà và sẽ đi ra từ đường cầu thang, tạo cho một cái cảm giác mình khi mà ở trong phòng rất là dễ chịu, luôn luôn có gió tươi vào trong nhà và ẩm mốc nó sẽ được bay đi. Tức là phải có hướng khi mà gió hút vào và có cái cổng để mà gió đi ra đúng không ạ? Làm cái không khí ở trong nhà luôn luôn được sạch sẽ và khô thoáng. Ở bất kỳ một cái vị trí nào chúng ta đều có thể nhìn thấy hồ, nhìn thấy thiên nhiên, cảm nhận về không gian trong ngoài nó rất là dễ chịu. Dạ, đúng là một cái căn phòng có cái view nhìn quá đẹp. Và em thấy rằng là đây chính là cái điểm nhấn chính của căn phòng đúng không ạ? Cho nên là tất cả từ những cái trang trí này hay là bàn ghế nội thất thì đều rất là đơn giản theo cái phong cách minimalist đúng không? Để tôn lên cái vẻ đẹp của cái view nhìn này. Đây là một nhà phố, dạ, cũng không có nhiều diện tích, dạ,
Cái thứ hai là cũng chỉ có khoảng mở phía trước và phía bên này thôi. Thì là kiến trúc sư chúng tôi cũng có những cái thủ pháp đơn giản, ví dụ như là đưa thiên nhiên vào trong ngôi nhà nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là khi bước vào trong phòng vệ sinh chẳng hạn, phòng vệ sinh là phía sau nhà, nhưng mà khi bước vào thì lại một người chưa đến bao giờ sẽ rất là bất ngờ khi mà là cái hình, toàn bộ hình ảnh của Hồ Tây là được in dấu vào trong một cái gương. Đúng rồi, bằng cái thủ pháp rất là đơn giản, đặt để những tấm gương ở trong phòng thôi, nhưng mà chúng ta đã mang được cả thiên nhiên ùa vào trong phòng, đúng không ạ? Với cái một số cái nhà phố, cái diện tích sân vườn không có thì những cái giải pháp đưa thiên nhiên, đưa không khí vào trong nhà bằng một số cái giải pháp cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta đặt đúng chỗ đúng lúc là được. Đây là tầng thượng của ngôi nhà. Chúng ta ra ngoài sân. Hôm nay là ngày đẹp trời nên là ra ngoài nói chuyện, giới thiệu với Hân. Đây là bãi cỏ rất là lớn. Đúng là từ ở vị trí này thì chúng ta có thể ngắm nhìn và bao quát được toàn cảnh Hồ Tây, đúng không anh? Đúng rồi. Cái ý đồ thiết kế bọn mình thì là muốn làm sao mà mặc dù ở trên tầng thượng, nhưng mà khi mà ngồi trong phòng hay là đứng ngoài này thì cũng cảm giác như là đứng trên không gian vườn xanh và có thể tiếp cận với cả hồ, khung cảnh xung quanh. Vào những cái ngày trời đẹp như ngày hôm nay hoặc là có thể là nắng hơn một chút, khi mà chúng ta ra đây ngồi thì cảm thấy rất là dễ chịu. Cuối tuần gia đình lên đây làm đồ nướng hoặc là bạn bè đến ngồi uống trà rất là thú vị, có một cái gần gũi với thiên nhiên. Dạ, đúng là từ phòng khách thì em thấy rằng là cái cách bố trí khi mà mình có những cái tấm kính lớn để có thể bao quát và ngắm nhìn toàn bộ những không gian xung quanh thì là một cái điểm rất là đắt giá. Nó vừa là ngắm cảnh tốt, cái thứ hai là ánh sáng chan hòa, sự gần gũi với cả thiên nhiên, thứ ba là có thể là nó có như một cái yếu tố kiến trúc hiện đại. Anh Thanh thân mến, đối với những công trình nằm ở những nơi mà cảnh quan cần được tôn trọng thì từ cái khâu đầu tiên là thiết kế và xử lý thì chúng ta cần phải được tính toán. Và từ công trình mà anh vừa giới thiệu với em thì anh có thể chia sẻ với khán giả của chương trình về cái vấn đề này được không ạ? Khi mà chúng ta thiết kế một cái công trình thì chúng ta phải nắm rõ được các cái quy định, quy chuẩn về các cái khu vực đấy, nó nằm trong cái quy hoạch. Khi mà chúng ta thiết kế phải nắm vững cái quy hoạch ở khu vực đấy. Cái thứ hai là khi mà nắm vững xong quy hoạch đấy thì người kiến trúc sư phải tham gia khảo sát hiện trạng thật kỹ với bối cảnh của công trình, với xung quanh ra làm sao. Đấy, từ các cái dữ kiện đầu bài là các cái yêu cầu về quy hoạch quản lý đô thị này rồi hiện trạng thì chúng ta mới lên được các cái giải pháp thiết kế kiến trúc cho nó hiệu quả, nó tôn trọng được cảnh quan thiên nhiên hay là nó tôn được cái công trình cũng như là tôn được thiên nhiên, tôn với khung cảnh lên. Cụ thể ví dụ như là chúng ta phải chọn giải pháp mặt đứng làm sao cho hiệu quả. Nếu mà nhà gần đường quá thì không nên phi ra vỉa hè nhiều, hoặc là các cái khối công trình nó hiện đại nhưng mà nó cũng gần gũi, hoặc là chúng ta sử dụng kính làm sao cho nó hiệu quả, hoặc là màu sắc sơn nó cũng hài hòa, nó cũng tôn được cái màu xanh của cây hay là tôn được cái màu xanh của nước hồ hay là của trời mây. Vâng, xin được cảm ơn về những chia sẻ cũng như là những giải pháp của anh ngày hôm nay. Thay mặt cho chương trình thì em cũng có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Cảm ơn Ngọc Hân. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà hiện đại nằm ven hồ của kiến trúc sư Nguyễn Duy Thanh đã khép lại chương trình Không gian xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.